Hôm nay dám live stream luôn vậy hả? mô Phật thưa thầy. Dạ mô Phật thưa thầy. Dạ. Khó nghe văn dây thầy. Thầy văn dây phạt thầy, con sám hối thầy nha thầy. Mô Phật. Không, hôm nay không phải điện thoại con thầy, mô Phật thưa thầy, con sám hối nha thầy. Giờ trả lời chủ nhân đi. Không. Đừng quay quý thầy nhiều bị la đó. Ôi đẹp quá nè. Cắt đẹp chứ. Trời ơi giờ mất. Không. Quanh Vũ nhiều không chị? Quanh Vũ mình nhiều không? Ý nó qua quanh Vũ mình nhiều không? Quanh Vũ nam, quanh Vũ nữ nhiều không? Ok. Vậy là quá tốt rồi. Vì sao?
đang quay trực tiếp á. Cho các vị kia kìa. Đẹp quá. À, mấy huynh trưởng nhiều không? Dễ thương quá. Body đen xuống. Nó không được đẹp. Muốn ai mệt đâu vậy? Dễ thương quá, Quanh Vũ nữ nè, bé Quanh Vũ nữ nè, dễ thương chưa, con học lớp mấy rồi, giỏi, nè bé dễ thương, dễ thương. Quanh Vũ nam đúng không, che mặt nè, ý dào ơi, đúng không con? Quanh Vũ mà ngại lắm. Con là sao? Con gọi là thiếu nữ hả? Hay là Quanh Vũ? Anh Vũ. Anh Vũ. Dễ thương ghê, con học lớp mấy rồi? Ừ, dễ thương quá. Đang đón hòa thượng thường chiếu, đang đợi đi đón hòa thượng thường chiếu. Mô Phật cô. Mô Phật. Dạ. Con hai mắt ướt á cô. Dạ. Dạ. Dạ, con thấy chuyển lên đó cô. Dạ, Mô Phật. Dạ. Mô Phật cô. Cô mệt hả cô? Cô mệt hả? Cô ăn sáng chưa? Dạ Mô Phật cô. Dạ. Hôm qua cháu mình hả? Không còn gì luôn. Cháu mình á. Dạ. Hôm qua là các vị hả? Bữa nay cứ dồn cho ngày nay không. Dạ. Mô Phật. Các cô là nhà bếp là tụi con, bản thân tụi con cũng không có ăn được luôn. Dạ Mô Phật. Nhưng mà vẫn vui phải không cô? Dạ Mô Phật. Vẫn vui. Tại vì mình làm để phục vụ bà con cô bác mà nó hết là mình vui. Dù mình nhìn đói về vẫn không đói mà con không sao. Dạ. Dạ. Như trên xe của mình về á, vị nào cũng đói bụng mà hả dở cái chuyện vui ơi vui. Dạ cô, chính ra những cái cảnh chùa đẹp ghê mà hả? Chùa, cảnh chùa đẹp ha. Mô Phật không cỏ.
quay chuyện nói chuyện với mấy cô. Gắn thẻ rồi đó, gắn thẻ rồi đó. Quay trực tiếp của chị ở điện thoại của ai vậy? Chuyến. Vậy stop chưa? Rồi tốt đi. Ừ. Đây đây, tốt đây, mình gắn vô đây. Tạm biệt nha. Rồi ok. Vậy chưa bao giờ. Này, này.